Thưa quý vị, chiều nay, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đại diện Cục Thuế tỉnh cho biết, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh gần 24.569 tỷ đồng, đạt 37,4% dự toán pháp lệnh, 36,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nội địa gần 13.309 tỷ đồng, đạt 31,9% dự toán pháp lệnh và bằng 78,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu 4 tháng đầu năm 2023 đạt thấp là do giá dầu giảm, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ nhà đất, tiền sử dụng đất giảm, giá sắt thép giảm và nhiều chính sách miễn giảm thuế của chính phủ có hiệu lực trong năm 2023 như gia hạn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp. Về thu xây dựng cơ bản vãng lai, 4 tháng đầu năm 2023, tỉnh thu 65,14 tỷ đồng trên 343 doanh nghiệp. Nguyên nhân là số thuế thu được chưa tương xứng với tình hình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản trên địa bàn. Doanh nghiệp vãng lai không có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, dẫn đến việc kê khai nộp thuế phụ thuộc nhiều vào tính tự giác của đơn vị. Việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện với cơ quan thuế chưa chặt chẽ, dẫn đến cơ quan thuế không đủ thông tin về công trình xây dựng để mời làm việc. Để khắc phục các tồn tại hạn chế trên, Cục Thuế tỉnh đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn tỉnh và kế hoạch chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Khánh đề nghị Cục Thuế tỉnh lấy ý kiến của các sở ngành địa phương đối với dự thảo chỉ thị tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh bổ sung hoàn thiện chỉ thị báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với dự thảo kế hoạch chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2023, Phó Chủ tịch Lê Ngọc Khánh đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại tất cả các khoản thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, cho thuê căn hộ, thương mại điện tử.